Ngày đầu năm mới 2018, rất đông người dân từ mọi miền Tổ quốc đã về tại Vũng chùa Đảo Yến, thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo thống kê, trong tuần đầu tiên năm mới Mậu Tuất 2018, khu mộ Đại tướng đã đón gần 60.000 lượt người. Để phục vụ khách đến viếng mộ, lực lượng biên phòng cũng đã bố trí lực lượng để hướng dẫn mọi người lên dân hương trong trật tự. Nhiều cán bộ chiến sĩ được bố trí đóng chốt tại nhiều điểm để kịp thời hỗ trợ khi đồng bào có yêu cầu. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Quảng Bình cũng đón lượng khách du xuân tăng đột biến. Theo báo cáo nhanh của Sở Du lịch Quảng Bình, từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 2, tổng lượng khách đến với Quảng Bình ước đạt 145.000 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 9.000 lượt, tăng 29% so với dịp Tết năm 2017.